Hiện được một tổ nè. Tổ này quá ngon luôn mọi người. Ở trong cái đám lách nè, nguyên cái đám lách tùm nè. Do giấc này hừng sáng nên hơi mờ tí, tại thiếu ánh sáng mọi người xem thông cảm nha. Quá dữ ông này luôn à. Ông này chắc mình để mình thử bắt một tay coi được không. Cắt thay tô ông khá là nặng luôn nha. Mình lấy cái máy mình chịu lên đây. Quá nặng luôn mọi người, cả xị mặt luôn. Hết biết một mặt luôn mọi người. Nè, hơn một xị nha mọi người. Quá ngon luôn. Nè, ngon quá mọi người. Bây giờ phát hiện ra được tổ tiếp theo mọi người. Tổ này ở trên cây bình bát nha, khá là cao nha. Mình leo lên cao lắm nha mọi người. Tổ cùng mặt bự lắm nha mọi người. Thấy nó gu không? Bắt luồng ong bữa nay mập quá mập. Cao đóng kín lắm nha mọi người. Bự cắt cái tay mình cầm nổi nó gục xuống. Rủ ra trong người xem được mặt. Rồi cái sọt sẽ trọt vô luôn. Hết hồn cùng mặt không nha mọi người. Quá dữ. Rồi thôi mình xin ngưng để mình đi tìm tiếp nha mọi người. Luôn mọi người. Tổ này nha, hơi bị to rồi nè. Nè, nhìn quá êm mọi người. Mặt đầy nhóc luôn. Quá ngon quá mọi người. Cho mọi người xem bộ mặt nè. Cứng đẩn mặt chân luôn nha. Theo luôn mọi người. Tổ này nhỏ mà mặt ngon quá. Trắng tươi. Đóng tem chân luôn nha mọi người. Bộ mặt đóng nắp chân luôn. Hết đế cục mặt nè. Ánh sáng giấc này sao nó bị chá kỳ quá. Cầm nặng chịu luôn nha mọi người. Tổ này khá là cao nha mọi người. Mình mới kéo xuống nè. Mình làm cái móc mình kéo xuống mình bắt nè. Có mặt nha mọi người. Phát hiện được tổ mới nữa mọi người. Tổ tiếp theo nữa nè. Tổ này cũng hơi nhỏ. Vừa chứ không có nhỏ không. Cũng có mặt nha mọi người.
bữa nay toàn là đầy mặt không. Tổ tiếp theo luôn mọi người, vừa phát hiện đường tổ nè, cho mọi người xem cục mặt này, nắng hơi chá nha mọi người, tổ này nắng hơi bị chá, mặt đầy nhóc luôn mọi người. Giờ mình bắt nó nha. Cho mọi người xem cục mặt nè, ngon chưa? Quá đã cục mặt luôn, đóng tem hết luôn. Tiếp theo luôn mọi người, tổ ong đóng kèo sậy bự quá. Giờ mình bắt nó nha mọi người. Mặt đầy dữ lắm, đầy luôn, quá ngon luôn. Vậy là xong mọi người ơi, bữa nay chắc mình về sớm quá, về nhà còn công việc nhà nữa. Bữa nay bắt được khoảng chừng nửa lít rồi nha mọi người. Mặt bữa nay ngon ngon không, có tổ bự này cá sĩ rồi. Đây toàn là mặt ngon không nha mọi người. Đây tổ này cầm khá là nặng luôn. Nửa lít có hơn, tại cái tổ bự đầy mặt đó là hơn một xị rồi, cá sĩ hơn một xị rồi. Thôi mình xin kết thúc clip này tại đây luôn nha mọi người. Xin chào mọi người luôn nha.